video này thì các bạn hãy dành ra 5 giây để nhấn đăng ký, nhấn like để video này được 10.000 like ủng hộ cho lớp học quá giật nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Người ta nói dậy sớm để thành công, còn thầy mình ngủ luôn, ngủ giấc nhàn thu luôn rồi. Trời, đúng là chủ tiệm net có khác, không làm mà vẫn có ăn ha. Hay là tranh thủ lúc thầy đang còn ngủ, mình lại quán chơi phai phai miễn phí đi anh em. Chơi mà không trả tiền á, ông bảo vệ màu đen ông đá bay ra nóc nhà luôn á. Để tôi, mọi người ơi, để tôi đánh thức thầy dậy cho mọi người ơi. Rồi, tiếp tục công việc ngày hôm nay của chúng ta thôi mấy đứa ơi. Trời đất ơi, bây giờ phải dọn dẹp vệ sinh nữa nè. À, mấy cái lon nước tùm lum tà la hết trơn. Ê, thằng nào nó lại ẻ ở đây nữa rồi mấy đứa ơi. Trời đất ơi, nhà vệ sinh có mà không ẻ, ẻ ở ngoài đường vậy nè. Thiệt là vô văn quá quá đi. Trời ơi, thầy kinh doanh tiệm net mà em tưởng đó thầy kinh doanh nhà vệ sinh công cộng thôi thầy. Vô ẻm lum chân. Trời, con Lu nằm ngủ rồi. À, thầy thấy cái thanh niên đánh bom liều chết rồi mấy đứa ơi. Nó đứng kìa, nó đứng kìa. Sao đó nữa? Mày bị điên à? Đợi anh shipper tới thôi mấy đứa ơi. À, thầy mới mua một cái món rất là đỉnh luôn. À, anh shipper tới kìa. Nhanh thiệt luôn á, ship từ Dubai về đây mà có 5 phút à. Trời đất ơi, đúng là đi bằng lạc đà có khác mà. Đi lạc đà nó qua tới Đà Lạt luôn. Ờ, nhìn anh shipper là biết đẹp trai hả thầy. Hả, quá dữ luôn. Rồi, để em coi thầy mua cái món gì nha. Thế, ơi, cho thầy mua cái tivi đi. Trời ơi, sao anh da đen của chúng ta quýnh anh khách nằm sắp mặt đường luôn rồi nè. Trời đất ơi, sao quýnh khách vậy ta? Anh da đen đó là bảo vệ đó thầy. Cái thằng cha này á, cha khách này á là vô ăn trộm đồ trong quán mình đó thầy, chứ không phải là vô đây để chơi game đâu. Ủa mà thầy mua cái tivi này chi vậy thầy? Thầy mua cái tivi 65 inch này để về chiếu phim, xẻ phim hoạt hình cho mấy đứa coi á. Nhưng mà sao gắn lên nó không có hình gì hết trơn vậy? Nó tối thui vậy? Trời ơi thầy ơi, cái tivi này á gắn với cái bộ chơi game thực tế ảo hay gì á thầy ơi. Hoặc là chơi với cái Xbox gì á, chứ đâu phải là gắn lên để coi phim đâu. Rồi xong luôn. Tự nhiên cái giờ tôi mua cái tivi vậy tôi bỏ ở đây vậy hả? Trời đất ơi, sao em không nói sớm? Thầy nói thầy mua bất ngờ mà, thầy đâu có nói với ai đâu mà em biết em nói sớm với thầy. Trời đất ơi, hay là bây giờ á thầy lấy cái tivi này nè ra cái tiệm đồ cũ á thầy bán đi, lấy tiền giúp đỡ trẻ em nghèo giống em không có tiền chơi Free Fire nè thầy. Free Fire sống ra là quyền thoại. Bây giờ thầy sẽ tích góp tiền để mua thêm một cái dàn máy mới nha mấy đứa. Đó, dàn máy mới này chắc cũng 3-4 ngàn đô á nha. Máy này là máy xịn á, tủ đồ cũng xịn luôn. Đó, để thu được nhiều tiền hơn. Từ từ để thầy lấy tiền khách cái đã. Rồi, cảm ơn anh. Được rồi, cảm ơn anh nha. Rồi, để coi cái dàn máy này bao nhiêu tiền nha. 3.829 đô. Bây giờ mình mới có 3.200 đô à. Đợi tầm khoảng nửa tiếng, nửa ngày nữa sẽ có tiền thôi mấy đứa. 3.000 mấy trăm đô có nghĩa là gần 70 triệu Việt Nam á thầy. Rồi, ồ, vàng máy này xịn lắm á, vàng máy này là của gaming á. Mua máy xịn cho khách chơi, chơi xong khách không chịu trả tiền luôn. Bước ra bị bảo vệ đá luôn. Mua máy xịn mà chơi không chịu trả tiền nữa. Đó, chị này trả tiền đủ cho 3.000 thiếu rồi mấy đứa. 7 hours later. Không đủ tiền luôn mấy đứa ơi, nên thầy phải chọn một cái ghế nào cùi cùi thôi, chứ ghế mắc quá không đủ tiền. Đó, rồi bây giờ chúng ta đã có đủ tiền mua rồi. Đợi thôi, đợi anh shipper vui vẻ giao hàng cho chúng ta thôi. Em nghĩ là làm quán net này thì chúng ta chưa trở thành tỷ phú được đâu thầy. Chúng ta phải đầu tư vào thị trường crypto. Nó chơi tiền ảo của Elon Musk đó thầy. Dogecoin đồ thầy mới giàu được. Tiền ăn không có, ở đó chơi tiền ảo. Trời, quẩy dữ vậy. Cái ông shipper này, ôi trời ơi, mới vừa nhắc ổng tới luôn mấy đứa ơi. Rồi ông này ghê thiệt á. Rồi ông đã ẻ lại mấy cái hộp quà. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đập hộp nha. Rồi đây là bàn gaming của chúng ta. Wow, chào mừng bàn gaming à. Làm sao mà có thể cản được thời của Hero Cry. Bây giờ chắc là thầy sẽ đem lên lầu mấy đứa. Mấy cái máy mà mắc tiền thầy sẽ đem lên lầu. Trời đất ơi, cái lầu của thầy như cái bãi rác luôn rồi. Thầy tưởng là không có ai lên trên này, không ai xả rác chứ. Ai ngờ sao rác nhiều dữ vậy? Đúng là không thể nào cản bước được Hero Cry. Đó, thầy để cái bàn ngược rồi kìa thầy ơi. Thầy để bàn ngược rồi. Đúng này, tất cả đều đúng. Thầy
mày đã cảm thấy mệt mỏi với công việc này rồi đó mấy đứa ơi. Trời ơi, phải dọn dẹp vệ sinh rồi phải ghinh bàn, ghinh ghế, ghét thầy sáu múi luôn. Thầy khỏi cần đi tập gym luôn. Trời hên là nó không lên đây nó ẻ. Nó mà ẻ trên này chứ thầy bán quán này luôn thì sang quán luôn á, dẹp tiệm luôn. Nên vậy người ta mới nói là muốn thành công thì phải cố gắng á thầy. Thì phải làm nhiều hơn người bình thường thì mới thành công hơn người bình thường chứ. Rồi đem cất cái cây chổi. Ôi thầy ơi, trời cái chổi xuyên không luôn thầy ơi, quá dữ luôn. Trời ơi, lần này em có phép thực quyên rồi. Trời ơi, ủa cái chổi xuyên qua được bên này luôn, quá dữ luôn. Sẵn quét nhà vệ sinh luôn. À, một công đôi chuyện đâu à. Rồi đâu đó, cái gì hư cái gì bể chứ cái cây chổi lau nhà này thì sẽ bất tử với thời gian luôn. Rồi đem ghế vô. Ê trời, sao em dục thấy thương vậy? Tốn tiền lắm á nha, đồ mắc tiền á chứ không phải là đồ chơi đồ bỏ đâu mà em dục dèo dèo vậy nha. Nhẹ nhàng thôi. Trời đất ơi, ôi trời ơi, cái màn hình của tôi à, ông nội ơi, để thầy làm cho, đừng có làm nữa. Ôi cái đồ ngoài của tôi, trời ơi, còn gì nữa em dục luôn đi. Trời, thầy cứ yên tâm đi, mấy cái đồ này nó không có bể được đâu. Nó có bể thì thầy mua đồ mới, thầy giàu mà. Chứ giờ thầy ghinh từng món mà biết chừng nào mới xong đúng không? Đó, bây giờ em dục đây từ từ, thầy ghinh vô, thầy gắn vô là được. Màn hình này đâu có gì đâu bể, đó thấy không? Em làm nhẹ nhàng vậy rồi thầy còn la em nữa. Em phụ giúp thầy vậy đó. Đó, bàn phím luôn ha. Rồi, bàn phím nó cũng giống vậy thôi, dục chung luôn cho vui. Ủa mình gì thầy lâu lắm vậy đi chứ. Này, còn miếng lót chuột nữa là xong rồi. Chúng ta chuẩn bị khai trương vàng máy mới tới mấy đứa ơi. Trời ơi, đã miếng lót chuột vô là đẳng cấp liền luôn. Để em phụ thầy, thầy ơi. Em là may mắn lắm. Em khai trương vàng máy mới là nó rất là may mắn. Để em nha. Bây giờ em sẽ đặt miếng lót chuột đây cho thầy hả? Để em lấy con chuột ra. Thầy ơi. Đồ ăn hại. Cút mẹ mà đi. Rồi thầy mong zombie đừng có giúp thầy cái gì nữa trơn á nha. Mọi chuyện á thầy làm được ha, đừng có giúp thầy gì hết trơn á. Rồi lần đây là lần cuối cùng mà em giúp thầy là được rồi. Cảm ơn lòng tốt của em. Đó, nhiệt tình cộng với ngu dốt là nó ra phá hoại đó. Nên em cứ ngồi yên nó coi thầy là được rồi. Dạ em là học sinh của thầy bao nhiêu lâu nay rồi. Giờ thầy đâu có cần phải ngại đâu. Thầy mở quán nét thì em không giúp được nhiều thì em giúp ít. Đó, em sẽ quét giùm cái này cho thầy. Thấy không, chỗ nào bàn ghế gì dơ là em vệ sinh hết cho thầy luôn. Chẳng hạn như cái bàn này dơ là thầy ít. Sao đó được. Sao đó được. Trời ơi, thầy mệt em thiệt luôn á chứ. Em đừng có phá nữa zombie ơi. Em phá hồi nữa là thầy đuổi em về luôn á. Em mà cứ phá hoài hồi thì sao mà thầy chịu nổi. Trời, thầy lớn tuổi rồi, để em làm phụ cho. Thầy cứ la hoài hồi là thầy xỉu giờ á. Thầy la là thầy xỉu á. Em nói thiệt á, em nói giỡn như thầy rồi. Ủa dồi ôi, chưa kịp gắn cái con chuột nữa là thầy xỉu luôn rồi. Đúng là zombie nó xui thiệt luôn á mấy đứa. Không những mà nó phá mà nó còn xui nữa chứ. Bây giờ thầy sẽ đem cái miếng lót chuột lên trên trển. Đó. Rồi gắn qua bên dưới. Tôi lộn. Rồi. Rồi. Rớt mất tiêu miếng lót chuột luôn rồi. Đụng tay vô rồi nha. Bây giờ em sẽ kiếm giùm cho thầy miếng lót chuột. Rồi, miếng lót chuột của thầy nó bị chuột tha mất rồi. Thầy coi như là thầy đã bị mất miếng lót chuột mãi mãi. Trời ơi, nó xui gì đâu mà nó xui dữ vậy không biết nữa. Hên quá còn được con chuột, để không thôi mất con chuột luôn là phải mua con chuột mới gần ngàn đô rồi. Rồi, tránh ra coi. Cái con nhỏ này đi không thấy ta hả? Rồi, gắn lên là khởi động. Đó, hình như là cái bàn này để ngược luôn mấy đứa. Mà kệ nó đi, để ngược để xuôi gì khách nó cũng ngồi được mà. Thầy ơi, ở dưới này còn cái máy xịn nè thầy. Còn cái máy xịn này thầy tính đem đi đâu không thầy? Thôi cứ để nó yên đó đi, đừng có đem đi đâu hết trơn á. Dạ em biết rồi. Ừ, em gọn gàng lắm. Em không đem mấy cái đồ đi bán ra chai hết luôn đi. Em làm em trội đụng vậy còn gì nữa mà sử dụng. Dạ thầy bớt giận đi thầy. Thầy giận nữa là hồi thầy xỉu nữa. Cũng là con trai của ta.
để cho tiền cảnh sát, để cảnh sát giữ gìn an ninh trật tự rồi cho cái quán chúng ta rồi. Đó, rồi ok. Ông Herokai, tôi đã nhận được tiền của ông rồi. Tôi đảm bảo với ông là tình hình an ninh trật tự trong cái xóm này rất là yên bình, không có trộm cắp tài sản nữa. Thôi được rồi, cảm ơn cảnh sát rất là nhiều nha. Trời ơi, yên tâm quá, không còn trộm cắp tài sản. Trời đất ơi, cái gì vậy? Ủa gì vậy? Trời ơi, ông cảnh sát này biệt bình mấy đứa ơi. Mới vừa nói là giữ gìn an ninh trật tự mà cuối cùng làng cha đó vô trộm cái quán của mình. Hên là có anh bảo vệ đẹp trai để không thôi là bị mất máy nữa rồi. Em mới thấy người ta giới thiệu cái máy dọn dẹp vệ sinh đó thầy. Thầy khỏi cần phải đi dọn dẹp vệ sinh nữa. À, thầy mướn nó đi 600 đô là nó sẽ đi dọn dẹp vệ sinh cho thầy luôn. Dạ bây giờ thầy chỉ cần đi lấy tiền của khách và đi hút xít thôi. Chứ thầy không cần phải quét dọn gì nữa. Ghê vậy, xịn sò vậy. Mà 600 đô hơi bị mắc đó nha. Mắc hơn anh bảo vệ của mình luôn á. Mà xít nó không hút được hả? Trời, thầy tưởng đâu nó hút luôn cái máy của thầy đi chứ. Ôi nó leo lầu được luôn kìa. Ghê. Hiện đại. Dạ đúng rồi, bây giờ là công nghệ phát triển rồi, thầy chỉ cần có tiền. Ôi. Không những mà quán thầy có khách là người dương mà có người âm chơi quán thầy luôn. Quán thầy nổi tiếng mà với âm phủ người ta lên ta chơi luôn thầy. Cái quán của mình cúp điện hoài vậy ta. Ôi, trời ơi. Cái anh thanh niên mà trộm cắp bị quýnh giết mà bây giờ chất độc màu da cam luôn mấy đứa ơi. Ảo thật á. Rồi chúng ta bây giờ bắt đầu lên đơn nha mấy đứa. 5,629 đô. Rồi còn thiếu tiền luôn. Đợi xíu nữa thì chúng ta chốt đơn cái bộ PC mới nữa nha. Đó, chúng ta từ từ chúng ta nâng cấp lên. Ôi, cái này nó quét dọn sạch thiệt luôn mấy đứa. Ghê. Rồi bây giờ thầy có thể thưởng cho tụi em một tô mì trứng với chai xì tin được không thầy? Tụi em đói bụng lắm rồi thầy. Từ từ, họ về thầy nấu mì tôm cho ăn. Mấy nhỏ này nó nấu không ngon đâu. Đầu bếp năm sau sao nấu ngon bằng thầy. Ở nhà mẹ đi. Rồi bộ PC mới về nha mấy đứa ơi. Đây bộ PC này là năm sau nữa đó. Lần này là thu tiền bộn rồi, không có bị cúp điện như xưa nữa. Nên thầy quyết định là sẽ nâng cấp thật là nhiều PC trong quán của chúng ta. Rồi còn thiếu con chuột nữa. Không biết con chuột hồi nãy thầy để đâu rồi nữa. Thầy có cần em giúp gì không thầy? Để em đi lụm con chuột cho thầy nha. Rồi cảnh sát nữa kìa. Ê miếng lót chuột nữa nè. Đây. Từ từ, em sẽ lấy cái này qua bên này. Hồi sớm giờ thầy có ba lô mà thầy không biết sử dụng. Thầy cầm có con móng mà biết chừng nào mới xong. Vậy chứ em cũng có biết sử dụng đâu. Em mới biết mà em xạo xạo. Nãy giờ em giục đồ của thầy đùng luôn, em nhớ không? Từ từ nha, gắn từ từ thôi nha. Coi chừng bay cái ấy ngoài nữa nha. Rồi, ủa, có miếng lót chuột rồi mà. Trời ơi, sao thầy mau quên quá vậy? Thầy đặt cho cái miếng bên này nè. Cái miếng bị rớt mất á thầy. Để em gắn lại cho. Đảm bảo với thầy là không có bị bay cái bàn nữa đâu. Em có kinh nghiệm rồi. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ gắn con chuột qua bên này. Xin vĩnh biệt cô. Bây giờ thì thầy đã biết cái tivi đó để chơi game gì rồi. Thầy sẽ mua thêm một số đồ nữa để hoạt động cái đó luôn, để bỏ cái tivi ổn. Ê, để coi ở dưới này. Ê, mua cái thùng xịn nhất. Tại vì bây giờ chúng ta đang giàu có mà. Chúng ta đang có rất là nhiều tiền. Chúng ta có 930 đô luôn. Giữ chưa. Rồi, không biết mua đủ không nha. Chắc thiếu à, nhưng mà mua từ từ đi. Mua từ món đi. 7 hours later. Rồi thầy đã lựa được 4 món rồi, nhưng mà thiếu 200 đô nha mấy đứa, không đủ tiền mua. Ờ cái tiếng gì vậy ta? Ủa tiếng gì vậy? Ôi, trời, cháy quán mấy đứa, cháy máy rồi. Trời ơi, cháy máy. Trời, mấy cái máy cùi này nguy hiểm quá. Mấy cái máy cùi này có khi là thầy không có ở quán là cháy luôn cái quán của thầy luôn rồi đó. Ôi, may mắn quá. Chị cháy quán của lộn, cháy mấy cái máy cùi hết để thầy mua máy xịn. Trời ơi, cháy hết đi ăn mày luôn á. Bây giờ không có tiền ăn đồ ăn nữa nè. Còn có 1,400 mấy đô à. Mà thầy chuẩn bị mua thêm một cái dàn máy mới nữa. Là bữa nay nhịn đói luôn á. Không có khách là nhịn đói luôn á. Ủa, tự nhiên thầy mua cái màn hình này. Rồi, lộn rồi mấy đứa ơi. Trời, quên. Cái này gắn cái tivi chứ đâu phải gắn cái màn hình này đâu. Rồi, bây giờ coi như là lại dư một cái màn hình máy tính. Trong khi cái màn hình của cái tivi á là cái màn hình chơi game. Nó đang dư nên thầy mới mua cái kia để lắp cho nó đỡ dư. Rồi xong bây giờ mua xong cái nó dư thêm cái màn hình máy tính. Là phải mua thêm một cái máy tính nữa hả? Ủa? What the hell? Gì vậy? Đi thôi, khai trước. Ủa gì vậy? Kẹt gì vậy? Ơi, gì vậy?
định làm gì với cái máy của tôi vậy? Để xuống, đi ra chỗ khác đi, đừng có phá nữa. Em chỉ có ý định giúp đỡ thầy thôi mà, không được thì thôi em đi xuống. Có gì đâu cắn ngày. Ok, hết ngày hôm nay chắc em xin nghỉ việc cái thầy ơi. Ở chỗ này làm việc mệt mỏi quá.